Lời đầu tiên xin cho em gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo lời chúc sức khỏe và lời chào trang trọng nhất. Nếu các anh chị có một người bạn ngoại quốc đến Việt Nam và yêu cầu giới thiệu một món bánh mì cho họ thì các anh chị sẽ giới thiệu thương hiệu nào ạ? Chị tin chắc là 1-2 năm nữa thôi các anh chị sẽ nói ngay là bánh mì Mã Hải. Bánh mì Mã Hải ra đời vào năm 2013 với kiosk đầu tiên. Đến năm 2015, sau quá trình thời gian tự quản lý và vận hành, tụi em đã phát triển được 50 kiosk. Đến năm 2018, tụi em phát triển mô hình nhận quyền. Và đến cuối năm 2020, tụi em đã có hơn 300 kiosk trên 40 tỉnh thành ở Việt Nam. Về tầm nhìn của tụi em sẽ phấn đấu trở thành đơn vị số 1 tại Việt Nam về bánh mì chả cá. Về sứ mệnh cũng như là tác động xã hội mà tụi em mang lại, thứ nhất tụi em góp phần giải quyết vấn nạn về thực phẩm bẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Cái thứ hai, so với các cường quốc về street food như là Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Đài Loan thì ngành street food ở Việt Nam còn rất là non trẻ và đang bị đánh giá thấp hơn so với giá trị mà nó mang lại. Tụi em sẽ góp phần nâng tầm ngành street food ở Việt Nam. Và cái cuối cùng, tụi em tạo ra một cái giải pháp khởi nghiệp tinh gọn giúp cho những người khởi nghiệp có mô hình khởi nghiệp có thể mang lại nhiều thu nhập và cuộc sống đáng sống hơn. Về đội ngũ của tụi em đang có quy mô nhân sự khoảng 60 người phân bổ vào các phòng ban để phục vụ cho quá trình kinh doanh và sản xuất. Đội ngũ founder của tụi em thì gồm có anh Hồ Đức Hải và em là Đoàn Văn Minh Nhật. Đội ngũ quản lý của tụi em thì có đặc thù là đến từ 3 thế hệ 7X, 8X và cả 9X. Về sản phẩm đặc trưng của bánh mì Mã Hải thì tụi em nổi tiếng nhất là bánh mì chả cá và có bánh mì chả thật. Ngoài ra thì tại xưởng sản xuất của tụi em thì tụi em sản xuất chả cá để cung ứng cho đó các nhượng quyền. Ngoài ra thì còn có chả cá miếng, nước thảo mộc và hơn hết là mô hình nhượng quyền bánh mì Mã Hải. Về mô hình nhượng quyền bánh mì Mã Hải thì các anh chị có thể thấy trên slide. Đặc điểm của mô hình nhượng quyền này là có đầu tư trị giá 20 triệu, thời gian hoàn vốn nhanh thì khoảng 2 đến 3 tháng và tỷ suất sinh lợi là 30%. Ngoài ra một nhân sự thì có thể quản lý được nhiều cái kiosk lưu động. Đó là tất cả về bánh mì Mã Hải, rất mong được sự ủng hộ của ban tổ chức, ban giám khảo. Bánh mì Mã Hải xin cảm ơn.